dinh dưỡng sau đây để có một làn da đẹp. Bị mụn viêm nên kiêng ăn gì? Các loại thực phẩm cần tránh. Khi bị mụn, đặc biệt là mụn viêm, bạn cần tránh sử dụng các thực phẩm có các chất nuôi dưỡng mụn hoặc các sản phẩm có thể ảnh hưởng tới hormone trong cơ thể. Việc sử dụng sai thực phẩm cũng là một nguyên nhân bị mụn viêm rất phổ biến. Sữa bò. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng, sữa bò có thể làm tăng lượng đường trong máu, khiến da nổi mụn và khiến tình trạng viêm trở nên nặng hơn. Việc sử dụng nhiều sữa bò khiến insulin trong cơ thể sản xuất nhiều hơn, dẫn đến bã nhờn trên da xuất hiện nhiều hơn, làm nặng tình trạng viêm da. Sữa bò chính là một loại thực phẩm mà bạn cần tránh khi điều trị mụn viêm trên da. Do ngày nay, bò được nuôi trong trang trại lớn và thúc để tiết sữa liên tục, nên sữa bò cũng chứa nhiều thành phần kích thích sự tăng trưởng và cả hormone. Khi nạp sữa bò vào cơ thể, đặc biệt là khi uống quá nhiều hoặc khi cơ thể đang nhạy cảm, sữa bò có thể khiến da lên mụn nhiều hơn. Khi này, mụn viêm cũng dễ phát sinh hơn và trở nên lâu lành hơn. Vì vậy, nếu như hỏi bị mụn viêm nên kiêng ăn gì thì sữa bò chính một câu trả lời tiêu biểu. Các loại đồ ăn cay nóng. Bị mụn viêm nên kiêng ăn gì? Các món ăn cay nóng chắc chắn là câu trả lời. Đồ ăn cay nóng như ớt và các loại thức ăn cay, các loại trái cây có tính nóng như mít, vải, nhãn, làm tăng nhiệt trong cơ thể, gây nóng trong người, là nguyên nhân hàng đầu gây phát mụn trên da. Đồ ăn cay nóng cũng khiến da tiết nhiều mồ hôi hơn, gây bít tắc lỗ chân lông, đồng thời tích độc trong cơ thể khiến tình trạng viêm nhiễm trở nên nặng nề hơn. Vậy nên, hãy tránh xa các loại đồ ăn cay nóng để điều trị mụn nhanh chóng. Những món có nhiều tinh bột. Các món ăn chứa nhiều tinh bột cũng không nên ăn khi bị mụn viêm. Thức ăn chứa nhiều tinh bột như bánh mì, ngũ cốc đã chế biến, cơm trắng, bánh quy, khoai tây, bánh ngọt có hàm lượng tinh bột lớn. Nhóm thực phẩm này có chỉ số glycemic cao, khi nạp vào cơ thể sẽ nhanh chóng chuyển thành đường, làm tăng insulin và lượng đường trong máu. Vì vậy, da bạn sản xuất nhiều bã nhờn hơn. Đây chính là nguyên nhân gây nổi mụn và làm tình trạng viêm nhiễm trên da trở nên nghiêm trọng hơn. Các món ăn chứa nhiều dầu mỡ. Chắc chắn các món ăn nhiều dầu cũng là đáp án cho câu hỏi bị mụn viêm nên kiêng gì. Bị mụn viêm nên kiêng ăn gì? Chắc chắn là cần phải kiêng các món dầu mỡ rồi. Các món ăn nhiều dầu mỡ chứa nhiều chất béo bão hòa, khiến làm giảm lưu thông máu dưới da, đồng thời tăng nhiệt cơ thể, khiến da tiết nhiều mồ hôi và bã nhờn, gây bít tắc lỗ chân lông và làm tăng tình trạng viêm. Hãy tránh xa các đồ ăn chiên rán chứa nhiều dầu mỡ như gà rán, khoai tây chiên, pizza. Những loại đồ uống có chứa caffeine. Caffeine cũng là một tác nhân gây ra mụn và mụn viêm khá quen thuộc. Caffeine giữ cho bạn tỉnh táo, nhưng lại là kẻ thù của da mụn. Sử dụng nhiều caffeine trong thời gian dài khiến da khô, sạm, dễ nổi mụn. Da không đủ độ ẩm cần thiết sẽ khiến sức khỏe da suy giảm, làm tình trạng viêm nặng hơn, và đồng thời cũng là nguyên nhân thúc đẩy quá trình lão hóa da. Vì vậy, hãy hạn chế nhất có thể các loại thực phẩm, đồ uống chứa caffeine như cà phê, trà đặc, sô-cô-la, nước tăng lực, đồ uống có cồn. Các loại đồ ngọt. Việc hạn chế đường kẹo, đồ ngọt cũng sẽ giải quyết được câu hỏi bị mụn viêm không nên ăn gì. Đồ ngọt, đặc biệt là đồ ngọt công nghiệp chứa rất nhiều đường trắng. Đường này sau khi ăn vào sẽ thấm vào máu rất nhanh, làm tăng nhanh lượng đường trong máu. Đây chính là một trong những thủ phạm hàng đầu gây ra mụn. Hãy tránh xa các loại đồ ngọt như bánh ngọt, bánh quy, kẹo, nước uống có ga, đồ uống nhiều đường. Thay vào đó, hãy bổ sung lượng đường cần thiết cho cơ thể từ các loại thực phẩm tự nhiên như trái cây tươi sẽ giúp giảm nhanh tình trạng mụn. Đồ ăn nhanh, đồ đóng hộp. Cần đặc biệt hạn chế các loại đồ ăn nhanh để ngăn ngừa mụn viêm trên da. Một trong loại thực phẩm trả lời cho câu hỏi bị mụn viêm nên kiêng ăn gì đó chính là thức ăn nhanh. Thức ăn nhanh thường có chứa nhiều đường, muối, chất bảo quản cùng chất béo khó tiêu, ít chất xơ hay các vitamin và khoáng chất thiếu yếu. Chúng không tốt cho việc tiêu hóa và hoạt động của cơ thể và trong một số trường hợp có thể gây ảnh hưởng tới hormone. Vì vậy, không những tình trạng mụn viêm không được cải thiện mà còn trở nên nặng nề hơn. Đừng vì lười biếng hay tiết kiệm một chút thời gian mà sử dụng đồ ăn nhanh, đồ đóng hộp, khiến da mặt phải hứng chịu những hậu quả sau đó nhé. Thực phẩm tốt nhất cho làn da sáng. Vitamin A thực phẩm giàu vitamin A, khoai lang, cà rốt, mơ, rau bina và cải xoăn. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc kiểm soát làn da nhờn của mình, hãy thử nạp vào đĩa thức ăn giàu vitamin A. Retinoid hoặc vitame của vitamin A đã được sử dụng trong nhiều thập kỷ để điều trị mụn trứng cá và thúc đẩy sản xuất tế bào da khỏe mạnh. Ăn thực phẩm giàu vitamin A có thể làm giảm mụn trứng cá bằng cách giúp kiểm soát sản xuất dầu. Điều này đã được chứng minh trong một nghiên cứu năm 1991 được công bố trên tạp chí Da liễu điều tra, phát hiện ra rằng vitamin A ảnh hưởng đến sản xuất dầu bằng cách phản ứng với các thụ thể nằm trong các tuyến bã nhờn của da biểu hiện keratin. Vitamin B12, thực phẩm giàu vitamin B12, ngũ cốc tăng cường, thịt bò, cá hồi, cá ngừ, gan và chai. Thiếu hụt vitamin B12 không phải là hiếm ở Hoa Kỳ, đặc biệt là ở những người ăn chay nghiêm ngặt.
Vitamin tan trong nước này có nhiều chức năng quan trọng trong cơ thể, bao gồm duy trì làn da khỏe mạnh. Ăn thực phẩm có vitamin B12 có thể giúp làm đều màu da của bạn và cải thiện tình trạng tăng sắc tố. Tuy nhiên, những người bị thiếu hụt vitamin B12 sẽ thấy làn da của họ được cải thiện nhiều nhất. Vitamin C, thực phẩm giàu vitamin C, ớt chuông, cam, bưởi, bông cải xanh, cải du sen. Bạn đang vật lộn với làn da xỉn màu hay quầng thâm dưới mắt, cải thiện làn da không đều màu của bạn bằng cách nạp vitamin C. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng vitamin C có thể thúc đẩy collagen, loại protein tạo cấu trúc cho da và có khả năng điều trị làn da bị tổn thương do ánh nắng mặt trời. Theo một nghiên cứu năm 2005 được công bố trên tạp chí Da liễu điều tra, vitamin C đã được chứng minh là đặc biệt hiệu quả trong việc giảm hình ảnh khi kết hợp với vitamin E, xem tuyên bố. Cải thiện độ ổn định hóa học của vitamin C và tăng gấp đôi bảo vệ quang học đối với chiếu xạ da mô phỏng mặt trời. Vitamin E, thực phẩm giàu vitamin E, các loại hạt, rau lá xanh và bông cải xanh. Nếu bạn đang giảm sẹo mụn, hãy thử ăn nhiều vitamin E. Chất chống oxy hóa mạnh mẽ này nổi tiếng với khả năng chữa lành vết thương và đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do. Nó cũng hiệu quả cho dù nó được dùng bằng đường uống hay bôi tại chỗ.